Sáng ngày 31 tháng 8, các shipper vui mừng vì được hoạt động lại. Từ sáng sớm đã xếp hàng chờ test nhanh COVID-19 tại trường mầm non Vàng Anh, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đến 8 giờ 30 phút, nơi đây đã lấy mẫu test nhanh cho gần 100 shipper. Đây là một trong 3 điểm test nhanh của quận Gò Vấp, do quận đoàn phối hợp trung tâm y tế quận tổ chức. Theo ban tổ chức, có khoảng 200 mẫu test, shipper được phép hoạt động thêm ở các quận vùng đỏ kể từ ngày 30 tháng 8. Sau đó, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã có danh mục cụ thể 414 trạm y tế lưu động để xét nghiệm cho các shipper hoạt động trên địa bàn 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Ngoài Gò Vấp, các quận Bình Thạnh, quận 1, thành phố Thủ Đức và nhiều quận, huyện khác của thành phố đồng loạt tiến hành test nhanh cho shipper. Điều này nhằm tạo điều kiện cho lực lượng này vận chuyển hàng hóa đến người dân trong bối cảnh dịch bệnh, người dân không thể tự đến nơi mua sắm. Sau khi lấy mẫu, shipper được yêu cầu chờ khoảng 15 phút để nhận phiếu kết quả. Đến 8 giờ 30 phút sáng nay, ban tổ chức đã lấy mẫu test nhanh cho gần 100 shipper, tất cả đều có kết quả âm tính. Cụ thể, đối với shipper lưu thông trong thời gian giãn cách ở 8 quận, huyện vùng đỏ, thành phố Thủ Đức, quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, phải đảm bảo đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và được test nhanh hàng ngày, mẫu gộp 3, từ 5 đến 6 giờ. Việc này được thực hiện, giám sát bởi lực lượng quân y ở các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã. Cảm ơn quý khán giả đã xem bản tin.